là để ở mức 12 giờ thôi. Không, nhiều bên bảo là các bác mà để đẩy mắc ở chế loa đấy. Và mỗi một con đẩy nó giống như loa vậy thì nó cũng đều có cái chấm khác nhau. Nên là các bác khi mà các bác mua đồ đấy ạ, nếu như mà đồng bộ hãng thì nó, nếu như các bác để ý thì những cái dòng mên của nước ngoài đấy, đa phần nhá, là họ sử dụng mên 2 kênh chứ họ không sử dụng mên 4 kênh. Tất nhiên là vẫn có nhiều hãng là sử dụng mên 4 kênh, nhưng mà đa phần phẩm của họ là chuyên nghiệp thì họ sẽ dùng là những dòng đẩy 2 kênh. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Ngày hôm nay thì em sẽ làm một video để chia sẻ một vấn đề mà em nghĩ rằng cũng có rất nhiều bác đang gặp phải khi mà chúng ta phối ghép những bộ dàn. Nếu như các bác chỉ dùng với một đôi loa thì việc phối ghép nó rất đơn giản, đúng không ạ? Chọn một con đẩy âm ly hai kênh là xong. Nhưng mà nếu như các bác mà là chơi nhiều loa, nhiều thiết bị và nhiều đẩy trong một bộ dàn, và đặc biệt là những thiết bị đó nó không bộ với nhau, thì đó sẽ là một vấn đề mà các bác phải bỏ ra thời gian để tìm hiểu, cũng như là nếu như lựa chọn được đồng bộ thì càng tốt, còn nếu như không đồng bộ thì các bác nên lựa chọn những cái bên tư vấn các bác chuẩn. Thì vấn đề này em đã làm clip rất rõ để nói đến cái vấn đề mà lên chọn thiết bị đồng bộ của một hãng hay là không ở trong số trước rồi, và em sẽ để ở dưới phần mô tả ở đây để bác nào mà chưa xem chúng ta cũng có thể xem lại. Vào ngày hôm qua thì em vừa tư vấn cho anh Hà Văn Cảnh ở Hải Dương, và phải nói là nếu như mà trong quá trình mà em tư vấn những bộ âm thanh thì phải nói là anh Cảnh là một trong những người mà chơi audio phải nói là rất đẳng cấp. Bởi vì sao ạ? Nhà anh có một cái phòng diện tích khoảng 30m², nhưng mà anh là người đang ở nước ngoài nhưng mà đam mê âm thanh, tức là anh là người rất xem YouTube của nhiều kênh, và anh đã mang về nhà mình là tổng cộng với bốn đôi loa, hai cục súp và rất nhiều đẩy, rất nhiều âm ly, với tổng trị giá của số loa đó lên đến là 170 triệu. Vâng, một bộ karaoke gia đình và 170 triệu. Nhưng mà có một điều lạ sao là anh chưa hề nghe. Bởi vì sao? Bởi vì anh ở nước ngoài và anh mua về nhà thôi, cứ nghe cái gì hay mua về nhà. Vừa rồi thì em cũng vừa đến và căn lại cho anh hệ thống đó, và sau khi mà mình tư vấn mình căn lại thì là em bỏ đi một nửa số loa. Tức là sao ạ? Đang bốn đôi loa vứt đi, còn hai đôi loa thôi. Thật ra không phải là vứt đi mà là bỏ đi. Khi mà nào mà anh dừng nghe chán thì lại mang con khác vào lắp ở đấy và setup với nhiều cấu hình. Thì trong bộ dàn của anh ấy dùng loa là loa CIS đấy, mic DB và đẩy thì đẩy ground, súp JBL, tức là những thiết bị nó không cùng bộ hãng với nhau. Thì có một cái sai lầm của các bác gặp phải là gì ạ? Là khi mà chúng ta phối ghép hệ thống nhiều đẩy với nhiều loa khác nhau, và ở đây các bác là gặp phải không ạ, là khi mà nhiều loa như vậy bật lên thì đôi khi là chỉ nghe rõ một đôi loa ở trên thôi. Đẩy đa phần các bác là, một là chúng ta có hai kiểu vặn. Một là sao ạ? Mắc lên, mắc volume lên, đúng không ạ? Cái thứ hai kiểu gì ạ? Là để ở mức 12 giờ thôi. Không, nhiều bên bảo là các bác mà để đẩy mắc ở chế loa đấy. Được chưa ạ? Thì có một cái số cái lưu ý khi mà các bác dùng main của nhiều hãng khác nhau là gì ạ? Đầu tiên là các bác phải chú ý cho em về cái âm lượng. Đấy. Âm lượng ở đây không phải âm lượng của đẩy, chúng ta sẽ dựa vào loa, chúng ta tìm công suất phù hợp, đúng chưa? Và lý tưởng một cái đẩy là công suất là gấp 1,5 lần cho đến 2 lần công suất của con loa. Và cái thứ hai, ví dụ ở đây nhá, em đang dùng một con đẩy D2006 của DB Autix, một kênh là 600W để đánh với đôi JBL KPS1 này, đúng không ạ? Và dùng một con đẩy HD800 để đánh với một con loa CF Audio. Như vậy thì công suất của đẩy và công suất của loa ở đây là nó khác nhau hoàn toàn. Đấy. Thì việc các bác mà cứ để ở mức 12 giờ như này, đấy, thì nó sẽ gây ra tình trạng là gì ạ? Là cái âm lượng của mỗi loa nó ra nó khác nhau. Bởi vì là công suất đẩy khác nhau, công suất loa khác nhau, nhưng chúng ta lúc nào cũng cố định là sao? Để luôn là 12 giờ hoặc là để luôn là max volume như này. Thì đôi khi là các bác chỉ nghe rõ một đôi loa thôi, còn gain đôi loa còn lại, một là nhỏ quá, thứ hai là nó to quá. Đấy, các bác hiểu không ạ? Thì một là nếu như mà những người mà đi làm như em ấy thì em sẽ thường là em căn gain bằng máy móc. Đấy. Nhưng mà nếu như các bác mà không có cái thiết bị hỗ trợ thì các bác có thể là bật đẩy lên và chúng ta dùng đôi tai của mình và cảm nhận, thì em nghĩ là nó cũng khá là ok. Cái thứ hai là gì ạ? Là với mỗi một con đẩy, đây là em nói là trong cùng một hãng nhé, ví dụ ở đây là hai con đẩy DB này, thì chất âm nó cũng khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như con 2610 này tiếng nó rất sáng, cực kỳ sáng luôn,
Còn con đẩy 2800 này thì tiếng nó thiên về phần trung thực hơn, nó không quá sáng nhưng nó thiên về độ chi tiết hơn và nó trung thực hơn. Như vậy thì cùng một hãng thôi, cùng một loại đẩy, hai loại đẩy khác nhau thì chất âm đã khác nhau rồi. Và nếu như các bác mà dùng đẩy khác hãng thì chắc chắn là nó còn khác nhau nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Và mỗi một con đẩy nó giống như loa vậy thì nó cũng đều có cái chất âm khác nhau. Nên là các bác khi mà các bác mua đồ đấy ạ, nếu như mà đồng bộ hãng thì nó rất dễ phối ghép hơn. Còn nếu như mà các bác mua đồ mà khác hãng thì các bác phải chú ý xem là cái chất âm nó đồng bộ hay chưa. Nếu như các bác mua một con đẩy mà nó thiên về tiếng sáng như là con 2600 này đi, và mua một con loa nó cũng nhiều tiếng chép quá, như vậy nghe nó rất là chói. Hoặc là các bác mua con đẩy nó nhiều bát quá mà ghép vào một con loa nó cũng nhiều bát nữa thì nghe nó cũng không thể hay được. Cái âm bát, âm chép nó không đồng bộ nhau, không đều nhau. Tức là cái đồ ấy nó phối ghép nó không đồng bộ nhau. Người ta bảo là chúng ta không nhất thiết là phải mặc vest, xịt nước hoa và đi xe đạp, đúng không ạ? Nó không đồng bộ với nhau, mặc dù là nó xịn thật nhưng mà nó không đồng bộ với nhau. Nó gọi là dâu âm lọ cắm cằm bà kia đấy ạ. Ok, chúng ta đã nói về là cái âm lượng gain nó khác nhau, các bác lưu ý nhá. Và cái thứ hai đó là cái chất âm giữa mic và nhạc của những con main khác nhau thì nó cũng khác nhau. Và cái thứ ba nữa, một cái mà đang rất nhiều bác gặp phải là ở đây rất nhiều bác là sử dụng trong gia đình là hai đôi loa, đúng không ạ? Và thường thường là một đôi loa 30, một đôi loa 25 và một con súp nữa, súp 40 đi. Thì ở đây em có một con đẩy 4 kênh. Rất nhiều bác là đang ghét kiểu này các bác nhá. Với kênh A, kênh B là đánh một đôi loa 30, với kênh C là đánh một đôi loa 25 và với kênh D là đánh con súp 40. Như vậy thì câu trả lời là nó có được không? Thực ra là nếu như đủ công suất thì đánh nó vẫn ok, các bạn lý thuyết là vẫn ok. Nhưng mà sao ạ? Các bác tưởng tượng là nó sẽ khắc trở kháng. Như đánh như vậy thì với kênh A, kênh B nó sẽ là đánh ở 8 ohm. Đối với kênh C đánh ở 4 ohm và đối với kênh D đánh ở 8 ohm. Nó khác nhau với trở kháng như vậy thì nó cũng không tốt cho cái đẩy và cho cái loa của chúng ta nữa. Ví dụ các bác hiểu đơn giản như là đẩy hai kênh này thì giống như là các bác gánh vòng cánh ấy, các bác hiểu không ạ? Thì nếu như hai bên cánh này nó bằng nhau này, các bác đi nó sẽ rất nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu hai bên cánh cái cân nặng ấy nó khác nhau, một bên nó đè xuống thì các bác vẫn đi được nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Cái đẩy công suất cũng vậy, em cái vố tử của em nó ít nên là em diễn tả như vậy. Tốt nhất là các bác nên đánh cục trở kháng và lý tưởng ấy là một kênh đẩy đánh với một chiếc loa hoặc một chiếc súp, như vậy là lý tưởng nhất. Và nếu như các bác để ý thì những cái dòng main của nước ngoài đấy đa phần nhá là họ sử dụng main hai kênh chứ họ không dùng main bốn kênh. Tất nhiên là vẫn có nhiều hãng là sử dụng main bốn kênh nhưng mà đa phần sản phẩm của họ là chuyên nghiệp thì họ sẽ dùng là những dòng đẩy hai kênh đấy, thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất và bền nhất cũng như là độ an toàn cho hệ thống của chúng ta. Ok, vừa rồi thì em vừa chia sẻ đến các bác một vấn đề là khi mà chúng ta ghép những dòng đẩy công suất khác nhau giữa nhiều loại thì các bác nên làm những cái điều gì, và nếu như bác nào mà có những cái bổ sung về những cái ý kiến đã nói ở trên thì các bác có thể là comment ở phía dưới chúng ta cùng bàn luận trao đổi. Và tất nhiên rồi, các bác nếu xem video hữu ích thì để lại cho em một like và một đăng kênh nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.